Đáp án bài tập cuối khóa 30 câu trắc nghiệm mô đun 5 trung học phổ thông, tư vấn và hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học. Câu 1. Chấp nhận học sinh với giá trị hiện tại, khác biệt, điểm mạnh hay điểm yếu, thậm chí đối ngược với giáo viên mà không phán xét hay phê phán học sinh là biểu hiện của yêu cầu đạo đức nào trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung phổ thông? Đáp án tôn trọng học sinh. Câu 2. Điền từ phù hợp vào chỗ trống trong phát biểu sau tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động giáo dục và dạy học là hoạt động trợ giúp của giáo viên và các lực lượng khác hướng đến tất cả học sinh trong nhà trường, nhằm đảm bảo sức khỏe thể chất và 3 ổn định cho mỗi học sinh, tạo điều kiện tốt nhất cho các em tham gia học tập, rèn luyện và phát triển bản thân. Đáp án tâm lý. Câu 3. Nối các biểu hiện phù hợp với kỹ năng tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông trong hoạt động giáo dục và dạy học. Thầy cô dừng video vài giây xem câu trả lời và thực hiện nhé. Câu 4. Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống bên cạnh những vướng mắc trong quan hệ giao tiếp với bạn bè và sự phát triển bản thân. Một trong những khó khăn đặc trưng của học sinh trung học phổ thông chính là khó khăn trong việc định hướng 3.9. Điều này đã làm cho cuộc sống của các em bận rộn hơn với những suy nghĩ về tương lai. Đáp án nghề nghiệp. Câu 5. Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống. Một trong những nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự căng thẳng tâm lý của học sinh trung học phổ thông là do sự bất đồng về quan điểm, không tìm được tiếng nói chung với cha mẹ. Trong khi các em đã thể hiện tính tự lập và tự ý thức khá rõ ràng về bản thân, song cha mẹ đôi khi vẫn chưa thay đổi cách ứng xử phù hợp, vẫn coi thanh niên học sinh còn non nớt, dễ bị ảnh hưởng và lôi kéo từ bên ngoài nên có xu hướng 3 quá mức. Đáp án hướng dẫn. Câu 6. Phát biểu nào không phản ánh đặc điểm tâm lý học sinh trung học phổ thông hiện nay? Đáp án quan hệ giao tiếp với bạn ngang hàng chiếm vị trí thứ yếu. Câu 7. Trong lĩnh vực chọn nghề, phần lớn học sinh trung học phổ thông đáp án có nhu cầu lựa chọn nghề, nhất là các lớp cuối cấp. Câu 8. Nguyên nhân cơ bản dẫn đến khó khăn tâm lý của học sinh trung học phổ thông trong quan hệ giao tiếp với giáo viên là do giáo viên chưa thấu hiểu những đặc trưng tâm lý và nhu cầu của học sinh. Câu 9. Những biểu hiện sau đây cho thấy học sinh trung học phổ thông không gặp khó khăn trong định hướng nghề nghiệp. Đáp án có tâm thế và ý thức rõ ràng về tầm quan trọng của việc lựa chọn nghề nghiệp. Câu 10. Trong khi trợ giúp cho T1 học sinh lớp 10 có biểu hiện ngại giao tiếp và thu mình trong lớp, nhưng em lại có sở thích chơi với những con thú nhỏ, vì thế cô giáo chủ nhiệm đã cùng với T chơi trò chơi chó và gà trống để qua đó tìm hiểu sâu hơn về suy nghĩ và tình cảm của em. Thầy, cô hãy cho biết, cô giáo chủ nhiệm đã sử dụng phương pháp tư vấn, hỗ trợ nào sau đây? Đáp án phương pháp trực quan. Câu 11. Việc khảo sát nhu cầu học sinh trước khi lựa chọn và xây dựng chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh trung học phổ thông có ý nghĩa gì? Đáp án, lựa chọn chủ đề phù hợp với học sinh. Câu 12. Nối các tên các bước sau để tạo thành quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện chuyên đề tư vấn tâm lý cho học sinh trung học phổ thông. Thầy cô dừng video vài giây xem câu trả lời và thực hiện. Câu 13. Trong video nội dung 2 mà quý thầy, cô đã xem, việc đánh giá hiệu quả của chuyên đề tư vấn tâm lý khám phá bản thân cho học sinh trung học phổ thông được thực hiện bằng phương pháp nào? Đáp án phiếu khảo sát tự thiết. Kế. Câu 14. Công việc phân tích kết quả đầu vào thuộc bước nào của quy trình xây dựng, lựa chọn và thực hiện các chuyên đề tư vấn, hỗ trợ cho học sinh trung học phổ thông trong hoạt động dạy học và giáo dục? Đáp án bước 2, lựa chọn chuyên đề tư vấn tâm lý. Câu 15. Bước nào sau đây không nằm trong quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học cơ sở trong hoạt động giáo dục và dạy học? Đáp án tìm hiểu nguồn lực bên ngoài. Câu 16. Việc phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông nhằm mục đích cả A, B, C. Câu 17. Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống. Phân tích trường hợp thực tiễn trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông là hoạt động của giáo viên kết nối và 3 với các lực lượng khác nhau để khai thác thông tin, xác định vấn đề, điều kiện nảy sinh, tìm kiếm nguồn lực, lên kế hoạch trợ giúp học sinh giải quyết vấn đề đang gặp phải. Đáp án phối hợp. Câu 18. Nội dung nào sau đây không thuộc quy trình phân tích trường hợp thực tiễn về tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông trong hoạt động giáo dục và dạy học? Đáp án đánh giá năng lực của học sinh. Câu 19. Khi học sinh trung học phổ thông gặp khó khăn vượt quá khả năng tư vấn, hỗ trợ của giáo viên thì cách làm nào dưới đây là phù hợp? Đáp án phối hợp với cha mẹ học sinh và các lực lượng khác để cùng tư vấn, hỗ trợ. Câu 20. Trong video cuộc trao đổi của giáo viên và học sinh Hà, giáo viên đã làm tốt bước nào sau đây trong quy trình tư vấn, hỗ trợ cho học sinh Hà gặp khó khăn khi định hướng nghề nghiệp tương lai. Đáp án bước 1, thu thập thông tin học sinh, câu 21. Sau khi trao đổi với đồng nghiệp về tình hình học tập của N trên lớp ở các môn học khác nhau, cô V hiểu rằng N đang gặp khó khăn trong việc tiếp thu kiến thức mới, em không thể nhớ kiến thức trong thời gian dài mà chỉ nhớ được trong thời gian ngắn. Thêm vào đó, ở nhà N cũng không duy trì ôn luyện nên kết quả các bài kiểm tra trên lớp N đều không đạt kết quả cao, mặc dù ngay trên lớp em rất hiểu bài và làm bài tốt. Cô V đã thực hiện bước nào trong khi tư vấn, hỗ trợ cho học sinh N? Đáp án xác định vấn đề của học sinh, câu 22. Hãy điền từ phù hợp vào chỗ trống, nguyên tắc đảm bảo tính 3 chấm trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được hiểu là kênh thông tin, phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh được thiết lập cần công khai để nhà trường, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn và cha mẹ học sinh dễ dàng nhận biết, sử dụng, giám sát và điều chỉnh trong những điều kiện cần thiết. Đáp án, công khai, câu 23. Nối các ý sau để thể hiện phương thức trao đổi thông tin phù hợp trong việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông. Thầy cô dừng video vài giây, xem câu trả lời và thực hiện nhé, câu 24. Công việc nào sau đây không cần thiết để thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông? Đáp án, thiết lập kênh thông tin xã hội đáp ứng nhu cầu của gia đình, câu 25. Tờ rơi là kênh thông tin nào của việc thiết lập kênh thông tin phối hợp với gia đình trong tư vấn, hỗ trợ học sinh trung học phổ thông? Đáp án, kênh thông tin gián tiếp, câu 26. Giáo viên đối chiếu những kết quả đạt được với mục tiêu của mình đặt ra để từ đó điều chỉnh quá trình tự học cho phù hợp. Nội dung này thuộc bước nào trong quá trình xây dựng kế hoạch tự học? Đáp án, đánh giá kết quả tự học, câu 27. Hình thức nào sau đây không thuộc hình thức hỗ trợ trực tiếp cho giáo viên phổ thông đại trà? Đáp án, hỗ trợ thông qua học liệu, phần mềm điện tử, câu 28. LMS, Learning Management System, được hiểu là hệ thống quản lý học tập qua mạng, câu 29. Giáo viên trong trường đưa ra các trường hợp học sinh cần tư vấn, can thiệp ở mức độ chuyên sâu và nhờ chuyên gia tâm lý gợi ý về biện pháp, cách thức thực hiện hỗ trợ học sinh. Cách thức này thuộc hình thức bồi dưỡng chuyên môn nào sau đây? Đáp án, hỗ trợ chuyên môn thông qua tư vấn, tham vấn chuyên môn của chuyên gia, câu 30. Phương tiện nào sau đây không phải là học liệu điện tử? Đáp án, giáo trình, tài liệu tham khảo bản in. Trên đây là đáp án bài tập cuối khóa 30, câu trắc nghiệm tập huấn mô đun 5 trung học phổ thông. Chúc các thầy, cô làm bài tốt và đạt kết quả cao trong chương trình tập huấn.